Xin chào anh em, xin chào cộng đồng bonsai, xin chào tất cả anh em trên toàn lãnh thổ Việt Nam và thế giới, tất cả những người anh em mà yêu cây bonsai đặc biệt, sung trước sân nhà, trước cửa sân nhà là sở hữu cho mình một cây sung mang tính phong thủy, lộc tài, sung túc. Và hôm nay mình quay lại với cây sung tấn tài, tấn lộc này. Cách đây hơn một năm về trước, mình quay vào ban đêm. Hôm đó mình đi làm về muộn và mình đã quay nói chuyện cùng cộng đồng ban đêm. Và hôm nay mình quay vào 4 giờ chiều. Hôm nay mình giới thiệu đến với các bạn một cây sung tía, loại sung sai quả. Cây này mình mua cách đây được 1 năm rưỡi, già 1 năm rưỡi, gần 2 năm rồi. Lúc đó vẫn cái video clip của mình, cây chất sai. Và cứ theo đợt chủ quả là các bạn hãy xem. Thực ra hôm nay mình giới thiệu điều đặc biệt hơn với các bạn rằng là mình cũng nghiên cứu và đủ các loại cách để kích cây sung. Nhưng mình cũng khuyên các bạn rằng để sở hữu một cây sung bonsai, sung túc, tấn tài, tấn lộc cho mình thì hãy tìm cho mình, để đỡ phải mệt mỏi, hãy tìm cho mình một loài sung siêu quả. Đây, giới thiệu các bạn là cây sung mini siêu quả, loại sung tẻ. Thực ra cách chăm sóc phun tránh hoa, phun đi ra ngoài đi. Giới thiệu cho các bạn rằng cây sung này với cách chăm sóc của mình vô cùng đơn giản. Thực ra cây sung phải đầy đủ ánh sáng và lượng nước các bạn không được để khô hạn. Đó là 2 yếu tố quyết định của cây sung. Còn các bạn muốn kích cho cây sung của mình xanh tươi và tốt hơn thì có lẽ đó là những bài cơ bản mình đã chia sẻ trên các video clip trước. Và hôm nay thêm những loài phân nhỏ xanh NPK đấy, kích hoa kích quả cho ra, có lẽ là vào gần thời kỳ dịp Tết thì mới dùng đến phân đó. Còn bình thường có lẽ các bạn cứ phân gà mới vỏ thóc các bạn ủ rắc chung quanh gốc cho mình. Đây là một nguồn dinh dưỡng vô cùng tốt. Các bạn lưu ý đó là mùn cưa hoặc là thóc sát ra đấy, mùn cưa hoặc là vỏ thóc sát ra đấy, sát gạo đấy, trộn với phân gà. Nhắc lại một lần nữa, trộn với phân gà cho đất thật, trộn cùng với một lượng đất nhỏ cho xốp và các bạn ủ chung quanh gốc cây để giữ độ ẩm cho cây và mang rất nhiều chất dinh dưỡng cho cây xanh tươi tốt. Đó là cách nghiên cứu và mình đi tìm hiểu rất nhiều nơi. Hôm nay mình chia sẻ video này thêm một vài chi tiết rất nhỏ và các bạn hãy thưởng thức cây sung mà mình quay cách đây hơn 1 năm, gần 2 năm vào buổi tối. Và cuối cùng, những điều đơn giản về cây sung, công việc gì phải vất vả hay như thế nào cả, đó là cách chăm sóc rất đơn thuần để cho những cây sung sai chịu chịt quả trước cửa ngõ ra vào. Xin chúc các bạn một sức khỏe thật tốt.